Xin kính chào các quý vị. Chào mừng quý vị đã đến với kênh Đá Quý Thanh Hóa. Trong nội dung video ngày hôm nay, kênh Đá Quý Thanh Hóa xin được giới thiệu đến với quý khán giả một tác phẩm Đào Tiên Phong Thủy được chế tác từ chất liệu đá thạch anh hồng, chuẩn hàng thiên nhiên tự nhiên. Soi đèn quý vị thấy này, độ thông đèn của đá cũng tương đối là tốt nha. Soi bằng đèn màu vàng này, quý vị nhìn cho nó thấy rõ hơn, do bây giờ là trời nó đang còn tương đối là sáng này. Này đêm mà soi thì nó cực kỳ nó ăn đèn luôn. Thông đèn cực mạnh luôn, thạch anh hồng chuẩn hàng thiên nhiên tự nhiên. Mẫu này thì có bề ngang này là 30 cm, chiều cao từ trên đỉnh xuống dưới này là 20 cm. Một mẫu thạch anh hồng chuẩn hàng thiên nhiên tự nhiên. Khối lượng đá của tác phẩm này nặng là 9,1 kg. Nó gồm có 3 trái đào, 1, 2, 3 trái đào, đây gọi là tam đào. Đây là các cái lá này, đây là tượng trưng cho cái thân của cây đào. Đào tiên trong phong thủy thì nó thường tượng trưng cho sự may mắn, kèm đến sự hoan hỷ, tài lộc, vui vẻ cho gia chủ. Tác phẩm này thì có khối lượng của đá nặng là 9,1 kg. Và hiện tôi đang giao lưu cùng với quý vị với giá là thanh lý 1.900.000 đồng. Nếu quý vị nào mà có nhu cầu muốn sở hữu hãy liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099. Quý vị nào còn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký để thường xuyên nhận được những video mới nhất mà hàng ngày kênh Đá Quý Thanh Hóa sẽ giới thiệu đến các quý vị các tác phẩm đá phong thủy, đá đẹp tự nhiên. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Nếu nhu cầu muốn mua hàng hoặc đặt hàng gia công các sản phẩm đá phong thủy thì hãy liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.